Thị trường bìm và tạ giấy nước ta hiện nay hết sức phong phú và đa dạng, với rất nhiều các nhãn hàng được bày bán. Tại các cửa hàng, các đại lý, các trung tâm thương mại, ta có thể thấy hàng loạt các nhãn hiệu, trong đó có nhãn hàng đã đặt uy tín và chất lượng lên hàng đầu, như thương hiệu Hockey của công ty Kimberly Glass. Đây là nhãn hàng lớn, có chất lượng tốt và có thương hiệu đối với người tiêu dùng. Hockey là sản phẩm có thị phần lớn tại thị trường Việt Nam. Việc nghiên cứu các đặc tính lý hóa, các điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm của Việt Nam một cách kỹ càng khiến cho dòng sản phẩm Hockey phù hợp với hầu hết mọi làn da của trẻ nhỏ, làm cho trẻ luôn cảm thấy hết sức thoải mái khi sử dụng. Trong quy trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm của công ty chúng tôi, thì ngoài những cái vấn đề cơ bản của một miếng tả như là khả năng thấm hút phải thật là tốt, để mà có thể giữ chất lỏng bên trong mà không có tràn ra ngoài, để mà thật là sạch sẽ, tiện lợi cho mẹ, thì vấn đề khô thoáng là vấn đề công ty chúng tôi ưu tiên lên hàng đầu, đặt lên hàng đầu cho một cái miếng tả. Bởi vì khi khô thoáng thì bé mới có thể thoải mái vui chơi và bé không có bị ham tả. Hiện dòng sản phẩm Hockey tại thị trường nước ta hiện nay hết sức đa dạng, với miếng lót Hockey dành cho bé dưới 6 tháng, tạ quần Hockey Dry mặc nhanh thay dễ, tạ dán Hockey Dry, tạ dán Hockey Total Protection, sản phẩm cao cấp. Tất cả các dòng sản phẩm này đều được nhà nước kiểm định và có tiêu chuẩn rõ ràng, an toàn cho người sử dụng. Khi mà chọn tạ giấy và bỉm cho trẻ em thì chúng ta cần lưu ý một số các cái vấn đề như sau. Thứ nhất là chúng ta chọn những cái sản phẩm của những cái công ty có uy tín trên thị trường, mà nhất là những sản phẩm mà người ta đã sản xuất theo cái tiêu chuẩn của nhà nước, đó là tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn Việt Nam thì người ta cũng đã ban hành một số các cái tiêu chuẩn nói về chất lượng của bỉm và tạ giấy, chúng ta nên chọn những loại sản phẩm đó. Đặc biệt, các dòng sản phẩm của Hockey còn giúp bé ngăn ngừa hàm tạ tối đa, bảo vệ da trẻ trước 5 dấu hiệu gây kích ứng da, bao gồm ngứa, mẩn đỏ, hằm, khô rát, dị ứng. Đây cũng là dòng sản phẩm tạ giấy duy nhất tại thị trường Việt Nam có chứng nhận y khoa ngăn ngừa hàm tạ, là lựa chọn an toàn cho sự phát triển của trẻ.